con nghe trong kinh nào đó con không nhớ tên có kể câu chuyện phật mới ra đời đã đi bảy bước một tay chỉ trời một tay chỉ đất và nói thiên thường thiên hạ duy ngã độc tôn vậy điều này có thật không và duy ngã độc tôn ở đây có nghĩa là gì cái chuyện này thì nó đương nhiên nó có thật À, nhưng mà có một số cái uh, chúng ta cần làm rõ là cái thứ nhất uh, là khi đức Thế khi Bồ Tát bước xuống uh, thì ngài được uh, chư thiên truyền tay nhau tức là từ uh, phạm thiên cho đến vua uh, trời đế thích rồi cho đến tứ thiên vương rồi cho đến các vị trời có nhiều oai lực thì các vị truyền tay nhau như vậy để nâng đỡ bàn chân của ngài khi ngài bước đi, chứ không có cái chuyện là ngài đi trên hư không mà cũng à. còn cái chuyện là duy ngã độc tôn ở đây là như thế này, khi mà ngài bước xuống thì ngài có nhìn ở bốn phương để ngài tìm coi có ai cao thượng hơn ngài hay không và chư thiên ở bốn phương đều đảnh lễ ngài và xác nhận rằng ở những chỗ này không một ai cao thượng hơn ngài cho nên là ngài cái câu hai câu đầu tiên là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tức là ngài xác định một sự thật là ở trên thế gian này không có ai cao thượng hơn ngài và cái câu thứ cái câu thứ hai là như thế này kiếp này là kiếp cuối cùng và ta sẽ không tái sanh lại nữa chỉ đơn giản như vậy thôi và sự kiện này là sự kiện có thật nhưng mà nhớ dùm một chuyện đó là không có cái kiểu mà thế tôn xác nhận À, cái ngã là cái cao thường nhất như là một số người tự ý chế biến ra